thông tin Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm thuộc Cơ quan Y tế và Phúc lợi Đài Loan, Trung Quốc phát hiện mì ăn liền Omachi của công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan có chất cấm ethylenoxid xuất xứ từ Việt Nam. Đại diện Bộ Công Thương cho biết đã nắm thông tin này từ báo cáo của Thương vụ Việt Nam tại Đài Loan và đang xử lý theo quy định. Đại diện Bộ Công Thương cho biết sẽ yêu cầu doanh nghiệp có báo cáo cụ thể về vụ việc này để xác minh, làm rõ. Theo Bộ Công Thương tại Việt Nam, ethylene oxit và ngưỡng giới hạn cho phép được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm của Việt Nam tính đến nay. Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, công ty đã lập tức tiến hành các bước xác minh cần thiết. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, công ty này không trực tiếp xuất khẩu hoặc bán sản phẩm mì Omachi sốt tôm chua cay cho đối tác có tên công ty là Quy Anju để xuất khẩu cho thị trường Đài Loan như thông tin đã cảnh báo sớm khắc phục những khó khăn thách thức do dịch bệnh Covid-19, tích cực triển khai các hoạt động phục hồi sản xuất kinh doanh. Những nỗ lực này của chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đã tạo hiệu ứng rõ rệt đối với thị trường lao động, việc làm từ đầu năm tới nay. Theo số liệu mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, hiện 50,5 triệu người đang có việc làm, tăng gần 0,5 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động của quý 2 năm nay cũng giảm xuống 2,32%, mức thấp nhất trong 10 quý liên tiếp. Rõ ràng thị trường lao động đang có dấu hiệu phục hồi và khởi sắc, không chỉ qua các con số thống kê về công an việc làm, số người gia nhập lực lượng lao động mà thu nhập và đời sống của người lao động cũng đã được cải thiện hơn trước. Dự báo từ nay tới cuối năm vẫn cần thêm khoảng 900.000 lao động phục vụ cao điểm sản xuất cuối năm. Điểm sáng là thị trường lao động việc làm đã phục hồi mạnh mẽ, nhưng khó khăn là vấn đề thiếu hụt lao động, đặc biệt là ở vùng trọng điểm kinh tế phía Nam và thiếu lao động chuyên môn cao.